Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Ictu Mobile. iPhone X hiện tại đang chuẩn bị được bán tại Singapore, nhưng mà ở trên thế giới, những chuyên gia về công nghệ đã được nhận thiết bị này cách đây khoảng tầm vài hôm rồi. Và chúng ta cũng đang có một video lan truyền rất là nhanh với tốc độ gọi là kinh khủng luôn, về cái việc đó là những chiếc iPhone X đã bị hack bởi những cặp đôi song sinh. Mình dùng cái từ hack ở đây cho nó hơi bị trừu tượng một chút thôi, nhưng thực ra là cái Face ID trên chiếc iPhone X đã bị vượt qua bởi những khuôn mặt giống nhau của những cặp đôi song sinh. Với công nghệ Face ID trên iPhone X thì trước đây chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi, đó là nó sẽ không đơn thuần chỉ là chụp một cái hình ảnh trên khuôn mặt chúng ta, mà nó sẽ quét theo dạng 3D. Tức là khi các bạn muốn lấy cái mẫu mặt trên những chiếc iPhone X đó thì các bạn sẽ phải xoay qua trái, xoay qua phải, lên trên xuống dưới để nó có thể quét toàn bộ khuôn mặt, cũng như là nhận dạng các cái điểm sâu nồi lõm hay là những cái vết khóe mắt của chúng ta, xem là nó như thế nào, rồi sau đó nó mới so sánh và cho phép chúng ta mở khóa trên chiếc iPhone X. Từ đó mà cái Face ID trên chiếc iPhone X sẽ không thể nào dễ dàng bị vượt qua như trên các bảo mật khuôn mặt của trên những phiên bản Android 4.0 trở lên. Nhưng mà khi mà có cái video đó đăng tải lên thì mình khá là thắc mắc, đó là nếu như mà đã quét 3D, quét tận những cái điểm sâu vùng khóe mắt hay là những cái đặc điểm trên khuôn mặt của chúng ta kỹ đến như vậy, vì sao nó vẫn bị hack bởi những cặp song sinh? Bởi vì các bạn biết rồi mà, kể cả anh em song sinh có giống nhau đi thế nào đi nữa thì những cái điểm về mắt, những cái điểm về mụn hay là những cái điểm khác nhau trên khuôn mặt đặc biệt là vẫn sẽ có, ví dụ như mụn nốt ruồi chẳng hạn. Nhưng mà nó vẫn bị hack mà thôi. Thì cụ thể các bạn sẽ xem video ngay sau đây, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. I'm not sure Face ID will work. We look pretty similar, I think. We have had issues like that with technology where they kind of mistake us for each other. Our friends get confused, our parents get confused sometimes. Pictures of me would pop up and they would ask if I wanted to tag pictures of him. I think we might trick the Face ID today. Apple, are you up to the challenge? It unlocked. Don't steal my notes. Don't steal my data. No. All right. It worked, huh? This is amazing. We have our own phones for a reason. iPhone X not twin compatible. All your texts. Có video vừa rồi, các bạn nghĩ sao về Face ID? Các bạn có nghĩ là Face ID sẽ xuất sắc hơn rất nhiều so với cái nhận diện khuôn mặt trên những chiếc máy Samsung Galaxy S8 hay S8 Plus hay không? Xin mời comment để lại ý kiến ở bên dưới. Còn cá nhân mình nhận thấy thì rõ ràng là Face ID cũng sẽ có những cái điểm xuất sắc hơn, nhưng mà có thể nó vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm. Mong là trong những phiên bản iOS sau thì có thể nó sẽ cải thiện hơn được về những cái bảo mật, giúp cho chúng ta có thể không bị dễ dàng hack máy bởi những thằng anh em mất dạy song sinh. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau.